Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 12 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Toàn tỉnh tinh giản được 1.220 cán bộ công chức viên chức. Thu ngân sách 11 tháng trên địa bàn tỉnh đạt gần 90% dự toán. Xã Bình Đức, huyện Mỹ Hào thực hiện tốt kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Anh Đoàn Văn Hậu ở thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho nông dân. Huyện Văn Lâm huy động nhiều nguồn lực để xây dựng trường học. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Cục Thống kê, thu ngân sách tháng 11 trên địa bàn tỉnh đạt 907 tỷ đồng. Tính chung thu ngân sách toàn tỉnh đến nay đạt gần 90% dự toán. Trong tháng 11, thu nội địa 607 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 300 tỷ đồng. Tính chung 11 tháng đầu năm 2018, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 10.700 tỷ đồng, trong đó thu nội địa gần 7.900 tỷ đồng, đạt trên 91% dự toán. Thuế nhập khẩu 2.852 tỷ đồng, đạt 81% dự toán. Để đảm bảo thu theo kế hoạch từ nay đến hết năm, ngành thuế đang tập trung rà soát lại nguồn thu trên địa bàn đến từng đối tượng khoản thu sắc thuế, tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế, đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra trong nội bộ cũng như đối với người nộp thuế để kịp thời uốn nắn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế. Chi cục hải quan tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp đến làm thủ tục và mời gọi doanh nghiệp trước đây làm thủ tục và nộp thuế tại hải quan các tỉnh, thành phố khác đã về làm thủ tục và đóng thuế tại hải quan Hưng Yên. Tính đến thời điểm này của năm 2018, số dự án mới và đầu tư trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cao. Toàn tỉnh đã thu hút 157 dự án đầu tư mới, trong đó có 129 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký trên 10.400 tỷ đồng và 28 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký gần 400 triệu đô la Mỹ. Kết quả này đưa tổng số dự án và đầu tư trên địa bàn tỉnh lên 1.836 dự án trong nước và nước ngoài. Qua gần 11 tháng của năm 2018, có thêm 59 dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm mới cho trên 1 vạn lao động. Số dự án mới và đầu tư tăng tiếp tục khẳng định sức thu hút đầu tư của Hưng Yên đối với các nhà đầu tư. Các doanh nghiệp đi vào hoạt động đã đóng góp tích cực vào thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho người lao động và góp phần để mạnh phát triển thương mại dịch vụ ở các địa phương. Trong thời gian tới, công tác thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh theo hướng tinh chọn dự án, ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường và hướng vào các khu cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Sáng nay tại huyện Yên Mỹ, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long đã chính thức khởi công dự án New City trên địa bàn xã Liêu Xá với tổng diện tích trên 100 ha giai đoạn 2015-2020. Dự án được đầu tư với tổng kinh phí trên 900 tỷ đồng với quy mô 21.000 nhân khẩu. Hạ tầng kỹ thuật được các cấp có thẩm quyền phê duyệt gồm 6 liên khu như khu căn hộ liền kề với 1.000 căn hộ thu nhập thấp là 2.000 căn. Ngoài ra khu đô thị còn có khu kinh doanh, trung tâm hội nghị, rạp chiếu phim và quảng trường. Theo đó, dự án sẽ được triển khai từ năm nay đến hết năm 2020. Dự án khu đô thị New City sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa khu vực phố nối, đồng thời đáp ứng được nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp đến các hộ có khả năng tài chính, qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở trên địa bàn tỉnh nói chung và trong khu vực nóng nhất về nhà ở của tỉnh ta nói riêng. Là xã có quốc lộ 5A và quốc lộ 38 đi qua với hàng trăm vi phạm về lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ. Nhưng sau chưa đầy một tháng triển khai kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang giao thông, theo kế hoạch số 138 của Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Hào, xã Bình Đức đã cơ bản hoàn thành công tác xử lý công trình vi phạm trên các tuyến đường từ quốc lộ đến đường trục xã, trở thành địa phương hoàn thành sớm kế hoạch của huyện. Xã đã thực hiện các bước từ tuyên truyền vận động các hộ dân có công trình vi phạm tự tháo dỡ đến từng cụm dân cư, cử cán bộ đo và kẻ vạch phun sơn diện tích công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ để người dân biết. Bên cạnh đó là thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của huyện về hạn chót tự tháo dỡ giải tỏa và cuối cùng là tổ chức cưỡng chế giải tỏa. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đã có trên 110 hộ dân tự động tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo và di chuyển hàng hóa tập kết trái phép. Chỉ có 6 hộ gia đình xã phải tiến hành tổ chức giải tỏa. Cho đến nay, 98% trong số hơn 250 tiểu thương kinh doanh tại chợ Triều đã di chuyển địa điểm kinh doanh về các chợ trên địa bàn thành phố Hưng Yên, trong đó đa số đăng ký kinh doanh tại chợ Phố Hiến.
Theo kế hoạch, từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 11, các hộ tự di chuyển. Nếu sau ngày này, trường hợp nào vẫn cố tình họp chợ trái phép, lấn chiếm lòng đường vỉa hè tại khu vực chợ chiều trước kia sẽ bị cưỡng chế. Kết quả đến nay, hầu hết tiểu thương đã chuyển địa điểm kinh doanh về các chợ khác. Tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè trên các tuyến đường Trần Bình Trọng, Nguyễn Du, Trần Quốc Toản đã được khắc phục, trả lại cảnh quan đường thông hè thoáng. Việc di chuyển chợ chiều nhằm đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trật tự mỹ quan đô thị, đồng thời trả lại cảnh quan không gian phục vụ việc phát triển du lịch tâm linh khu vực di tích lịch sử văn hóa đền Trần, đền Mẫu, Bà Chúa Kho. Chợ chiều có trên 250 hộ kinh doanh, sau di chuyển đa số các hộ đều vào đăng ký kinh doanh tại chợ Phố Hiến. Để tạo thuận lợi cho tiểu thương, Ban Quản lý chợ Phú Hiến thực hiện miễn giảm tiền thuê ki ốt, sắp xếp bố trí đầy đủ nơi bán hàng để đảm bảo việc kinh doanh buôn bán của tiểu thương sau khi di chuyển địa điểm được thuận lợi nhất. Với mong muốn nông sản sạch của Việt Nam vươn ra các nước bạn nhiều năm qua, anh Đoàn Văn Hậu ở thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ đã đứng lên bao tiêu nông sản cho bà con để xuất khẩu, tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Sau nhiều năm kinh doanh tìm kiếm thị trường cho nông sản hoa quả sạch của Việt Nam, năm 2007, anh Hậu trở về quê hương thành lập công ty chế biến nông sản xuất khẩu. Công ty của anh tiến hành thu hoạch mùa các loại hoa quả nông sản theo mùa như dưa chuột, dưa bao tử, cà chua, vải nhãn ở các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương. Hiện nay anh đang tập trung thu mua dưa bao tử cho bà con trong huyện Tiên Lữ và các địa phương khác với 80.000 đồng một kg. Sau khi trải qua các bước chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, dưa được đóng hộp xuất khẩu. Thị trường tiêu thụ chủ yếu ở Nga và các nước lân cận. Mỗi tháng, anh xuất khẩu trên 400 tấn dưa thành phẩm, tạo việc làm cho trên 100 lao động địa phương với mức lương trung bình từ 5 đến 9 triệu đồng một tháng. Nhờ đó, anh Hậu đã giúp bà con nông dân giải quyết được bài toán về đầu ra cho nông sản, không còn lo lắng bị ép giá, góp phần đưa sản phẩm nông nghiệp của Hưng Yên đến gần với bạn hàng trên thế giới. Chương trình thời sự sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thực hiện nghị quyết số 39 NQTU của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, từ năm 2015 đến nay, tỉnh Hưng Yên đã tinh giản được 1.220 cán bộ công chức viên chức. Trong đó, các tổ chức hành chính nhà nước trong tỉnh đã tinh giản được 96 người, các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù tinh giản được 1.124 người. Việc đổi mới sắp xếp kiện toàn lại tổ chức bộ máy của các cơ quan nhà nước theo xu hướng gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động cũng được các cơ quan đơn vị địa phương tỉnh ta tích cực triển khai thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã sát nhập giảm 16 phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc các sở, chi cục, trung tâm thuộc sở, giảm 9 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Hiện nay, đã có 6 địa phương phân công và bổ nhiệm thực hiện trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị, là các huyện Phan Giang, Khoái Châu, Phù Cừ, Kim Động, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Hiện nay, nhiều trường mầm non trên địa bàn huyện Phù Cừ đang bị xuống cấp, rất cần được sửa chữa và xây mới để trẻ em có nơi học tập và vui chơi bổ ích. Huyện Phù Cừ còn tồn tại nhiều trường mầm non được xây dựng từ vài chục năm về trước, cơ sở vật chất xuống cấp, trong đó có trường mầm non Nguyên Hòa, Minh Tiến và Tam Đa. Trường mầm non Nguyên Hòa có 3 điểm trường La Tiến là trung tâm, được xây dựng từ năm 1980. Tại đây chỉ có 2 phòng học đúng quy định, nhà ăn được biến thành phòng học, bếp ăn tạm bợ, mùa mưa bị dột khắp nơi. Chỉ có một nhà vệ sinh cũ được sử dụng chung cho gần 150 cô và trò nhà trường. Trường mầm non Minh Tiến chưa có bếp ăn, trường học vốn được tận dụng từ trụ sở ủy ban xã trước đây. Cùng với đó, huyện thiếu hơn 100 giáo viên mầm non, gây khó khăn cho công tác dạy và học. Dân số cơ học tăng cao đang tạo gánh nặng về cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn huyện Văn Lâm. Để khắc phục, Văn Lâm đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng trường lớp. Tháng 12 này, thầy và trò trường tiểu học xã Việt Hưng, huyện Văn Lâm sẽ được học tập tại những phòng học mới khang trang sạch sẽ này. Bên cạnh đó, 6 phòng học đang tiếp tục được xây dựng, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong năm học mới. Tổng kinh phí đầu tư là 6,5 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh và ngân sách địa phương. Đảng ủy đã giao cho ủy ban xã là tập trung các nguồn lực để xây dựng các cái cơ sở vật chất cho trường học, tạo điều kiện cho các trường, cho các em học sinh có cái đầy đủ cái cơ sở vật chất để quan tâm đến giáo dục và xác định là giáo dục vẫn là quốc sách hàng đầu. Bên cạnh nguồn ngân sách, những năm qua,
huyện Văn Lâm đã huy động xã hội hóa hàng chục tỷ đồng để xây dựng trường lớp. Tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Văn Xuân ở thôn Ngải Dương, xã Đình Tù ủng hộ hơn 6 tỷ đồng xây 8 phòng học mới cho trường tiểu học Đình Tù. Ngân hàng Vietcombank tài trợ 3 tỷ đồng xây dựng 4 phòng học cho trường mầm non xã Đại Đồng. Hội cha mẹ học sinh của các trường đã hỗ trợ trên 1,15 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công để mua sắm đồ dùng học tập, xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, trường mầm non Như Quỳnh được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hương Yên hỗ trợ xây dựng 4 phòng học trị giá 1 tỷ đồng và công ty VAP tặng 50 bộ bàn ghế, một tủ cơm trị giá 50 triệu đồng. Xuất phát từ con trai tôi đi ra ngoài làm ăn được, và nó cũng trưởng thành từ những cái mái trường quê hương này, nó vẫn có một cái ý tưởng vợ chồng là cách đây khoảng 2 năm là có ý tưởng là sẽ xây tặng các cháu một cái trường cho nó khang trang, thì trường trong kia nó cũng xuống cấp quá rồi. Ngày xưa các cháu học ở trên trường học nhà văn hóa của địa phương thì lớp học thì nó hơi hẹp, hiên chơi nó không được thoáng mát. Đấy, nhà vệ sinh thì nó đi nó hơi xa. Được học lớp mới thì đúng là chúng tôi đưa về đây, đường đi thì thoáng mát, trường học thì mát mẻ, sân chơi rộng rãi, chúng tôi cảm rất an tâm và để đưa con cháu đến trường. Năm học này, huyện Văn Lâm đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây mới, sửa chữa gần 80 phòng học. Mặc dù vẫn còn thiếu 166 phòng học, phòng chức năng, nhưng những phòng học mới này cũng góp phần hạn chế tình trạng học nhờ học tạm, tạo điều kiện cho thầy và trò các cấp yên tâm học tập. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Bằng sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, thôn An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ đã vận động nhân dân xã hội hóa quy hoạch xây dựng nghĩa trang đồng bộ văn minh, tiết kiệm. Khu nghĩa trang đồng bộ thôn An Xá được xây dựng từ năm 2013 trước sự thống nhất và đồng thuận cao của các dòng họ và nhân dân trong thôn. Nhiều hộ đã tự nguyện di rời phần mộ người thân vào khu nghĩa trang đồng bộ mới. Sau 5 năm thực hiện, đến nay diện mạo nghĩa trang trong thôn đã có những thay đổi lớn với hơn 600 ngôi mộ kiên cố nằm liền kề đồng bộ. Thiết kế mỗi ngôi mộ có chiều rộng 1,2 m, chiều dài 2,8 m và chiều cao 1,6 m với kinh phí 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa trong nhân dân, thôn đã xây dựng nhà tang lễ và đổ bê tông đường bao quanh khu nghĩa trang với số tiền 330 triệu đồng. Việc xây dựng nghĩa trang đồng bộ đã hạn chế được việc xây mồ mả to gây lãng phí, đánh dấu bước chuyển biến quan trọng về tư tưởng của nhân dân, góp phần xây dựng lối sống văn minh hiện đại ở thôn An Xá. Sau nhiều lần phản ánh về tình trạng nước thải chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, chính quyền nơi đây cũng đã có một số động thái tích cực, tình trạng ô nhiễm cũng đã bắt đầu được cải thiện. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại từ cuối tháng 9 năm 2018. Nước thải đen kịt, sủi bọt bốc mùi hôi thối giữa khu dân cư thôn Đan Nhiễm, thị trấn Văn Giang. Còn đây là hình ảnh ghi lại ngày 27 tháng 11 năm 2018. Sau 2 tháng, chính quyền địa phương yêu cầu các hộ chăn nuôi không xả thải trực tiếp ra mương, tăng cường xử lý bằng hệ thống bể bioga. Mương tiêu đã được khơi thông, giúp cho nước lưu thông nhanh hơn. Nhờ đó, nước đã không còn đen kịt, tình trạng ô nhiễm đã được cải thiện. Mùi hôi thối cũng giảm đáng kể. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, để không còn ô nhiễm thì những việc làm của thị trấn là chưa đủ, việc kiểm tra không thường xuyên. Vì thế, dù ít nhưng nước vẫn còn xả trực tiếp. Hơn nữa, số lượng đàn lợn không giảm mà quan trọng hơn cả phải là ý thức của các hộ chăn nuôi. Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam đã tổ chức trao tặng xe đạp và đồ dùng học tập cho trẻ em hai xã ở tỉnh ta, nằm trong dự án hỗ trợ trẻ em lang thang và nguy cơ bỏ học đi lang thang là xã Đồng Thanh, huyện Kim Động và xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu. Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam đã trao tặng 145 chiếc xe đạp và 200 bộ đồ dùng học tập cho 200 trẻ em của hai xã Đồng Thanh, huyện Kim Động và Thuần Hưng của huyện Khoái Châu. Đây là những trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sự quan tâm của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam nhằm khích lệ, động viên tinh thần đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tự tin vươn lên trong cuộc sống và học tập ngày càng được tốt hơn. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Khoái Châu phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2018 và 29 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 29 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Tham dự giao lưu có 6 đơn vị: Bình Minh, Đông Kết, Đại Hưng, Thuần Hưng, Đồng Tiến, câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật huyện với gần 20 tiết mục. Các tiết mục đã tái hiện về hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ, về truyền thống 74 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, anh hùng, tinh thần đoàn kết, hăng say lao động của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một văn minh giàu đẹp. Cùng với đó là những ca khúc, điệu múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và tình cảm quân dân đã góp phần khơi dậy niềm tự hào và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Với một số tiết mục như Nỗi nhớ cựu chiến binh, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Đồng đội, Trồng cây lại nhớ đến người. Đây là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc nhằm động viên phát huy phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam là một trong những doanh nghiệp luôn đặt nét nhân văn trong văn hóa lên hàng đầu của nhiệm vụ kinh doanh, ghi nhận của phóng viên Đài Truyền thanh huyện Văn Lâm. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam Pháp, đóng trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, chính thức đi vào hoạt động từ năm 2004. Là công ty liên doanh chuyên sản xuất, lắp ráp các linh kiện, phụ tùng ô tô xe máy để cung cấp cho công ty Honda Việt Nam. Hiện nay, công ty VAP có hơn 2.000 lao động. Tổng doanh thu năm 2017 đạt 4.100 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 150 tỷ đồng. Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật, chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân, công ty đặc biệt coi trọng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp cụ thể trong chiến lược phát triển. Hàng năm, công ty VAP dành riêng một phần kinh phí khoảng trên 1 tỷ đồng để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Văn Lâm. Công ty rất quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa. Công ty đã xây dựng được 4 căn nhà tình nghĩa trị giá khoảng 150 triệu đồng trên một căn. Công đoàn cơ sở cũng đã nhận phụng dưỡng một bà mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Lạc Đạo. Đây cũng là một món quà ý nghĩa mà công ty muốn dành tặng cho những người có công mà điều kiện sống còn khó khăn, và hy vọng với những hoạt động trên góp phần xây dựng huyện Văn Lâm ngày một giàu mạnh. Năm 2017, công ty VAP đã trích 1,2 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Thông qua Ủy ban Nhân dân huyện, Liên đoàn Lao động và Hội Chữ Thập Đỏ huyện Văn Lâm, công ty VAP đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà, sổ tiết kiệm cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách, nạn nhân nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện vào các dịp Tết Nguyên đán kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đến nay, công ty đã xây được 5 nhà tình nghĩa trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Văn Lâm. Qua đó, tỏ lòng tri ân đối với người có công với nước và góp phần chia sẻ, động viên các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Tôi vô cùng xúc động và cảm ơn. Không biết nói gì, chiếc mô tô gắn trước cửa nhà của công ty, chúng tôi xin ghi nhớ tấm lòng tri ân. Công trình được như ngày hôm nay được sự đùm bọc và tài trợ của công ty. Không chỉ xuất phát từ truyền thống nhân ái, hướng đến những giá trị sống tốt đẹp, công ty VAP ngày càng chú trọng nhiều hơn đến công tác thiện nguyện. Những đóng góp, dù nhỏ bé, nhưng dần tạo nên một sức mạnh tinh thần, một hoạt động giàu nhân văn, lan tỏa trong văn hóa của doanh nghiệp. Trong thời gian tới, công ty chúng tôi cũng tiếp tục ngoài những việc duy trì, cải thiện các môi trường làm việc để chăm lo cái đời sống về vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên công ty, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì các cái hoạt động và đóng góp xã hội trên địa bàn để làm sao công ty là trở thành một công ty mà phát triển bền vững và gắn với sự phát triển của cộng đồng. Những việc làm thể hiện trách nhiệm cộng đồng đầy tính nhân văn của công ty VAP không chỉ góp phần mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Văn Lâm có cuộc sống tốt đẹp hơn, mà còn nâng cao uy tín doanh nghiệp, góp phần tích cực cùng huyện Văn Lâm đẩy mạnh các hoạt động, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018 này. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao kế hoạch nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hương Hải năm 2018-2019. Thành phố Hưng Yên đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ nhân dân.
xã Hồng Tiến, huyện Khoai Châu xử lý các điểm ô nhiễm môi trường. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.